À, cái mùa này á, là anh em hay gặp phải cái tình trạng á, là chim mình nó bị hoảng, bị gãy lông máu, gãy lông cánh hoặc là gãy lông đuôi. À, những cái tình trạng mà bị gãy lông máu á, thì rất là nhiều, cho nên là trong những cái clip mà mình hướng dẫn anh em chăm lông á, mình luôn luôn hướng dẫn anh em là trước khi vô chế độ chăm lông phải bấm cước, bấm tất cả cước ở dưới bố đấy, để khi mà con chim mình nó thay lông, ở trong quá trình thay lông của nó sẽ bị giật mình, nó thỉnh thoảng nó sẽ bị giật mình, tại vì con chim mình thay lông á, nó bị ngứa lông cánh, ngứa chân lông đuôi. Tuy là ban đêm nó có ngủ nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có rỉa. Mình luôn luôn để ý những cái vấn đề đấy. Tại vì nếu như mà anh em nuôi chim mà thường xuyên là soi chim qua bằng camera ban đêm đó, thì anh em sẽ hiểu những vấn đề đấy. Khi con chim thay lông á, tối nó ngủ lúc nào nó cũng sẽ rỉa đuôi, rỉa cánh, rỉa mình nó, rồi nó mới chung cái đầu vô nó ngủ lại. Cho nên là khi con chim mình ở trong lòng cũng vậy, nó sẽ luôn luôn nó rỉa, và có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ bị giật mình. Mà khi giật mình mà lộn xuống dưới cước á, mà trúng cước còn nguyên ở dưới bố á, thì chắc chắn cái dàn lông cánh và cái dàn lông đuôi á, may mắn á, thì nó rất ít, còn đen đuổi thì nó rớt nguyên cái dàn lông đuôi máu luôn. Ví dụ chim mình đang ra đuôi tầng mà nó quất một, nó quẹt hai đường hoặc là gãy hết rồi đây, cho nên là nó rất là nguy hiểm. Cho nên là trước tiên anh em phải bấm sạch cước đi. Ban ngày con chim mình nó rớt xuống bố là nó đã khó lên rồi, ban đêm nó quằn, nó quật tứ lung tung các kiểu gì đấy, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên là anh em phải rất thận trọng những cái vấn đề đấy. Có những người người ta kỹ, ban đêm người ta còn rút cái kim chuối ra nữa. Nhưng mà đó thực sự cũng chưa cần thiết tới. Và cái vấn đề khắc phục, khi mà con chim anh em đã bị những vấn đề bị hoảng nha, mà đối với thằng lằn hoảng á, thì có cho dù có bấm cước thì nó vẫn bị, tại vì cái đó mức độ hoảng nó quá lớn. Nhưng mà khi đã gặp rồi thì anh em nên dùng và làm theo cái phương án này và cái cách này, để cho con chim mình nó không bị hụt cái kích thước, cái kích cỡ của cái cọng lông mà bị gãy. Những cọng lông máu mà bị hoảng tung á, nó sẽ lên 100% nếu anh em chăm đúng cách. Đấy. Còn nếu anh em chăm không đúng cách á, nó cũng sẽ lên và có thể là không lên. Nhưng mà khi lên á, nó sẽ không đủ cái kích thước của cọng lông đấy, và cọng lông nó sẽ khác màu và nó si, nó sẽ bị trắng những cái đầu cánh rất là nhiều đấy, gọi là thiếu chất. Khi anh em đã gặp tình trạng đó rồi á, thì bình tĩnh đấy, chấp nhận, gọi là chấp nhận cái sự thật đấy, và mình bình tĩnh mình nuôi. Mỗi ngày mình cho chim mình á, là 3 đến 5 con dế. Dụ như dế trung trung thì 3 con, ok. Dế nhỏ quá thì cho 4 5 con. Ngày nào cũng đều tăm tắp như vậy. Đối với những chim bị tung mà rớt từ 3 đến 5 cọng trở lên thì phải bắt buộc như vậy. Còn ví dụ như một cọng á, thì có thể mình làm như vậy cũng được, hoặc là mình có thể mình thêm mồi nhiều hơn bình thường cũng được. Nhưng mà đối với những chim mà từ 3 đến 5 cọng á, bắt buộc mỗi ngày. Cái này là mình không không có chăm theo cái chế độ như ngày trước mà Huy chỉ nha, nhưng mà cái này á, là mình phải ngày nào mình cũng phải cho dế, bắt buộc ngày nào cũng phải cho dế, và thỉnh thoảng ngày cách ngày phải cho ăn cam nữa. Cam để chi? Cam để cho con chim mình hấp thu cái hàm lượng vitamin tốt và cái hàm lượng canxi nó rất là cao ở trong cái trái cam. Khi mà cái lông mà nó bị gãy, lông cái lông máu mà nó bị gãy á, mà lên lại á, nó rất là cần canxi. Đấy, đặc biệt là canxi vô cơ ở trong cái con dế. Đấy, anh em cứ chăm như vậy và bảo đảm anh em là nó sẽ lên 100% hết á, không có con nào không lên á, đừng có lo sợ. Rất nhiều anh em hỏi những vấn đề này với mình rồi, nhưng mà mình bảo đảm với anh em là lên 100%, trừ khi bị mèo quào thôi. Đối với con mèo nó quào thì mình không hiểu sao, cũng chả ai giải thích được cái vấn đề này, chả khoa học nào mà giải thích những cái vấn đề linh tinh này. Đấy, cho nên là nó bị khác tinh như thế nào đó, mà con mèo quào là con chim nó bị tịt lông, nó khó nó lên lắm. Còn đối với những vấn đề hoảng này là nó sẽ lên 100% lên hết. Đấy, nhưng mà mình phải chăm đúng cách. Đấy.
để cho con chim mình nó đầy đủ hàm lượng đạm, để cái cọng lông của mình nó ra đủ kích cỡ, cái bảng lông của mình nó ra đủ kích thước, và cái màu lông, sắc tố lông nó sẽ đồng màu với lại những cái cọng lông ra trước đấy. Anh em phải làm y chang như mình nói vậy, chứ không là nó hụt đạm là chết. Ok nha. Còn những cái vấn đề mà sợ nó sau này nó xỉa rồi này nọ các kiểu rồi ảnh hưởng tới sau này, không, cái chuyện đó anh em đừng có lo. Nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu, tại vì đây là cái lông máu, chứ không phải là đang thi ổn định rồi bị tung lồng hoặc là bị rớt lồng, bị va chạm cái này cái nọ, con chim nó tung mạnh rồi nó bị rớt lông rồi bắt đầu lên lại, nó sẽ hay những gặp những tình trạng là xỉa ở trên sào. Còn cái này là nó đang thay lông mà nó bị gãy lông máu đấy, xong rồi bắt đầu mình chăm nó lên lại thì cái tình trạng mà sau này nó xỉa sẽ rất dường như là không có. Nó hiếm lắm, trừ khi mình cánh của nó là tới 28 cộng mà nó rớt hết 20 cộng thì mình mới nói chuyện được là mới bị ảnh hưởng cái hệ lụy to lớn sau này. Còn mà rớt vài cộng thì hoảng nhẹ thì nó sẽ không có cái vấn đề hệ lụy nặng như anh em nghĩ. Yên tâm, ok, cứ chăm y như mình nói là không có vấn đề gì xảy ra hết á, không có vấn đề gì mà phải lo sau này nó xỉa đổ thừa này nọ kiểu, đừng có lo nha. Ok, xin chào tất cả anh em, chúc tất cả anh em một mùa lông tốt đẹp thành công. Chúc chào cả. Rồi, tiếp tục một em xúc chuồng 55 ngày ha. 55 ngày. Ngày 2 tháng 7 báo lông. Ngày, wow, ok. Rồi, còn ít chút má nữa. Chúc cháu ta. Đây thu hạch long. Thu hạch sạch sẽ 55 ngày. Quá còn đủ giả mang này. Nhanh kinh thiệt ạ. Sụn. Làm rét 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 rét. Như dây cước kêu không cha, không có lửa. Ui, lòng mướt buốt, có cọng bông bông xìa ra. Lần nào nó cũng có hai bên, mỗi bên một cọng bông. Bên này ở nhà thì mặt ngơ 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 vậy á, chứ ra trường là cứ cúp cầu à, cúp chạy cúp chạy. Ok,